tiểu thư con nhà giàu, để thừa kế gia sản thì phải kết hôn trước 25 tuổi, nhưng cô lại không có đối tượng nào vừa ý, vì không chọn được ai nên không kết hôn được. Rốt cuộc cô nên gả cho ai thì tốt nhất? Hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người một bộ phim hài hước Trung Quốc, Hạnh Phúc Thứ 8, Dương Mịch là tiểu thư con tỷ phú. Gương mặt không chỉ xinh đẹp mà vóc dáng còn vô cùng nóng bỏng, không may là cha của cô mắc bệnh nặng, qua đời 3 năm trước rồi, người cha để lại cho cô di sản lớn. Nhưng điều kiện là, cô ấy phải kết hôn trước 25 tuổi, mới có thể thừa kế tài sản, 60 tỷ nhân dân tệ, Dương Mịch sắp 25 tuổi rồi. Cô không muốn tài sản toàn bộ bị mang đi làm từ thiện, nhưng việc kết hôn đối với cô rất khó, không phải là không có ai để chọn mà là người để chọn quá nhiều. Không biết nên chọn ai mới được, hiện giờ có 3 người may mắn lọt vào danh sách ứng tuyển, 3 người đều nói thích cô, muốn cưới cô làm vợ. Trong mắt Dương Mịch thì 3 người đều rất tốt, vì để lựa chọn một nửa còn lại phù hợp, cô tìm tới công ty chuyên giúp đỡ khách hàng, hoàn thành những gì họ muốn. Cô hy vọng ông chú cải trang làm cha của mình, rồi chọn ra người phù hợp với cô nhất, sau đó đưa ra kiến nghị, đầu tiên sẽ dùng mặt trược để quyết định. Thử thách 3 người theo đuổi, buổi tối hôm đó, Dương Mịch hẹn 3 người đến nhà thờ tổ. Còn đây là 3 người theo đuổi đó, người thứ nhất là công tử con nhà giàu. Ăn chơi phóng túng, nhìn qua là biết, cậu bé vàng trong làng bay lắc rồi. Người thứ hai là anh đeo kính, là một người dựa vào di sản của ông nội mà nuôi cả nhà. Người cuối cùng là một người rất bình thường, chỉ là một nhân viên văn phòng, vay tiền mua nhà, mỗi tháng đi làm chỉ đủ để trả nợ. 3 người họ đến nhà thờ họ của Dương Mịch. Người cha đóng giả kia, bịa ra chuyện là, tổ tông nhà họ đời đời đều thích đánh mặt trược, hôm nay đặc biệt cho bọn họ cơ hội biểu diễn tài năng. Cũng là để cho tổ tiên nhìn một chút, 3 người cảm thấy không khí có gì đó kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo. Mặt trược chơi được một lúc thì đột nhiên đèn tắt. Ngoài cửa còn có thân ảnh ai đó đang nhảy nhảy. Lúc đó, Dương Mịch mang theo một cái nến đến, hành vi rất quái dị, còn ông chú thì lại cải trang làm tổ tông triều Thanh. Dọa cho 3 người bọn họ sợ vãi đái, chạy mất dép, bán mạng chạy khỏi nhà thờ. Cứ như vậy vòng tuyển chọn đầu tiên chẳng có ai thông qua. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến hành vòng tuyển chọn thứ hai. Vòng thử thách tiếp theo là mê hoặc, 3 người lại chẳng có ai thông qua. Dương Mịch nhân cơ hội giả vờ tức giận chạy đi, để chuẩn bị cho vòng thử thách thứ ba, chạy ra ngoài xong bị ô tô đâm, tiếc là không cắn đúng thời gian. 3 người kia vẫn chưa kịp đuổi tới, chỉ có thể diễn lại lần nữa, nhưng không ngờ rằng, đang diễn thì thành thật, Dương Mịch thật sự bị xe đâm cho bay màu. Ông chú vội vàng hỏi han bác sĩ nói, xương toàn thân của cô đã gãy, hơn nữa gương mặt còn bị hủy hoại, ông chú hối hận quỳ gối xin lỗi. Trước một bệnh nhân nhìn như xác ướp, trong lúc ông đang nghẹn ngào xin lỗi, thì Dương Mịch lại bất ngờ đi từ đằng sau tới, hóa ra người đó không phải Dương Mịch. Cô chả bị làm sao cả, căn bản không bị gãy xương và hủy nhan, đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng nhìn thấy người chú đó quan tâm mình như vậy. Dương Mịch trong lòng vẫn rất cảm động, chuyện hiểu lầm này cũng làm ông chú nghĩ ra một ý tưởng mới, ông quyết định tương kệ tự kế, để Dương Mịch cải trang thành bệnh nhân vừa nãy. Sau đó thử thách sự thật lòng của 3 người, Dương Mịch lấy băng y tế quấn quanh người như xác ướp, sau đó ông chú nói với 3 người. Dương Mịch đã bị phá sản, gãy xương lại còn bị hủy đi nhan sắc, ông giả vờ khóc lóc nói, chỉ cần có người lấy ra 300 vạn, giúp Dương Mịch sửa lại nhan sắc thì sẽ gả cho người đấy. Anh công tử nhà giàu nói, tiền là chuyện nhỏ, nhưng anh ta không thích vợ mình làm phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, cả 3 người cùng nhau rời đi, không ngờ rằng lại có kết quả như vậy, Dương Mịch cực kỳ thất vọng với 3 người. Càng lo lắng hơn là, sợ bản thân không lấy chồng được trước 25 tuổi, lúc đó, chàng trai bình thường kia tay ôm bó hoa, quay trở lại phòng bệnh. Hóa ra, anh vội vàng rời đi là vì mang sổ đỏ đi cắm để lấy tiền, như vậy mới có thể giúp Dương Mịch đi phẫu thuật. Dương Mịch thấy tấm lòng chân thành của anh, liền cảm động mà chọn lấy anh. Không lâu sau đó, hai người tổ chức hôn lễ. Trong hôn lễ, luật sư đồng thời tuyên bố quyền thừa kế di sản của Dương Mịch. Lúc này hai thanh niên kia mới ngơ ngác nhìn nhau mà hối hận, câu chuyện tới đây là kết thúc, thật sự là hoạn nạn mới biết lòng nhau. Không tới thời khắc mấu chốt thì mãi mãi không thể biết được ai mới thực sự đối tốt với bạn, càng không thể xem thường tình yêu. Rất nhiều lúc nó sẽ mang đến cho bạn rất nhiều sự bất ngờ. Vẫn còn rất nhiều video hấp dẫn.